Thôi rất vui để được gặp lại các bạn trong cái kênh hướng dẫn sửa cưa rồi sửa bơm. Thì ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách ráp cánh bơm hỏa tiễn. Đây, cánh bơm hỏa tiễn đây, đây là cánh mới. Và ráp vào cái thay cánh bơm hỏa tiễn. Trước tiên mình nói sơ về cái cánh này thì là cánh 10, cánh mặt tràng. Cánh này thì nó khác cánh mà cánh không phải cánh mặt tràng. Thì bây giờ mình chỉ cho các bạn cái cách ráp cái cánh bơm cánh 10 vào cái bơm một ngựa rưỡi của khách đã bị hư cánh. Thì các bạn theo dõi nhé. Thì chúng ta muốn ráp cái cánh cho nó đúng kỹ thuật luôn mà nó không có bị cọ bị cạ gì, là trước tiên chúng ta phải tháo hết ra hai cái đầu guồng này ra luôn đó, tháo ra luôn này, bỏ hết cái cánh cũ ra. Cái cánh cũ là chúng ta ráp cái đế này vào trước. Ta gắn sơ thôi, nói chung là gắn hai con được. Nha, giới thiệu với các bạn cái cánh mặt trà nhé. Cánh này thì tại sao lại nó lại gọi là mặt trà? Có nghĩa là khi mà nó chịu lực là nó trà vào cái này, trà vào cái đế guồng này. Đó. Mời chơi em. Đó thì các bạn bỏ cái này vào đây. Ráp này vào đây trước. Ráp vào đây trước, nhưng mà khi mà ráp tiếp theo cái cánh này thì với điều kiện là nó phải trà xuống đây đó. Còn nếu mà nó chống hở lên cao là không được thì chúng ta phải mài này đi đấy nhá. Bây giờ tại giờ mình chống ở đây thì nó đang bị chống hở lên khoảng 2 ly, ta phải mài này đi, ta mài này đi để nó vừa ôm vào cái này là từ đó bắt đầu chúng ta ráp lên luôn. Mình đã mài cho nó sát vào trong này rồi đó, thì quan trọng là cái lúc đầu đó, xong rồi chúng ta cứ cục cái này vào thôi. Ta bỏ lông đèn vào nhé. Gọi là cái bạc đỡ các bạn nhé. Bạc đỡ này cũng rất là quan trọng, và ráp xong rồi các bạn phải đỡ trên này đó. Còn nếu mà những cái bơm mà từ 5 ngựa 7 ngựa thì nó sẽ có tầm khoảng 3-4 cái bạc đỡ như thế này, nằm xen kẽ nhau ở trong giữa, từ khoảng 10 cánh hoặc 8 cánh người ta đỡ một cái bạc đỡ một.
Còn như cái này 1,5 ngựa thì mình chỉ cần một cái ở đây thôi. Con này ráp 9 cánh thôi các bạn. Đây. Đặc đỡ của nó là nó có cái này. Mình một cái miếng, một cái này là gọi là cái bạc, hay là cái lưng bạc để nó đỡ cái cánh của mình nó phải lắc qua lắc lại, quay phải lắc qua lắc lại trụ ở trên này. Rồi chúng ta đã ráp xong 19 cánh. Cái đoạn này mới là cái đoạn quan trọng này. Đoạn này thì nhiều người là sẽ không ráp thì rất là khó khăn, nhưng mà mình chỉ cho các bạn luôn. Thì trước đây các bạn ướm cái vỏ này nó ăn vào sát cái gai, thay vì giống như mình bạn sát vào thì mình ướm vào đây luôn đó, thì để xem nó hở ra chừng nào. Đây nó hở ra chừng này, để hở ra chừng này đây các bạn. Các bạn tính làm sao bạn hết cái này xuống, bạn hết cái này xuống mà làm sao nó ép vào được khoảng từ cái này nó ép xuống đây vào được khoảng 5 ly. 5 ly thì để cho những cái guồng cánh này nó không có bị xoay theo cái cánh. Cái cánh ở trong này nó xoay. Đây cái cánh trong này nó xoay. Nó xoay nhưng mà cái guồng cánh này thì nó phải còn nguyên, nó phải tì nó đứng im như vậy. Còn nếu mà nó xoay mà để nó lỏng nó xoay cả như thế này là nước không bao giờ lên được các bạn nhé. Đó. Các bạn phải làm sao có cái độ ép này xuống và cái trục ở giữa nó xoay lên, nó chỉ xoay cái cánh bên trong thôi đó. Rồi bây giờ mình ráp bạn này vô. Rồi các bạn vặn sát được vào cái chân này rồi á, thì tiếp tục chúng ta vặn cái trên này xuống. Đấy cái trên này xuống thì các bạn đo thử cái này, và lấy thước nhá, đo đây, đo sát vào cái bạc đỡ đây. Đây ví dụ như đo ra như thế này, nó là nằm khoảng độ 2 phân. Mình đo trực tiếp vào cái này luôn, mình đo vào cái này đó, mình thấy là cái này nó ngắn hơn ở cái chiều sâu đây, thế là chúng ta phải cần thêm khoảng 7 ly nữa thì mới chặn tới được cái kia. 7 ly thì chúng ta phải căn làm sao cho nó cao hơn khoảng 10 ly để ép vào 3 ly luôn để nó chặn cái gồ này lại đó, thì là xong. Rồi nếu mà chúng ta ở chỗ này nó sâu quá thì bắt đầu ta kiếm thêm cái lông đèn này nhét nó vô. Nhét vô mình để đo lại một lần nữa. Đó, mình đo đó thì nó chênh ra chừng này. Chênh ra chừng này thì bỏ lên là ép vô được rồi. Nhá. Muốn đi đến mai thôi. Không được đâu. Khi chúng ta ép cái này vào gần sát rồi á, thì
như bình thường ấy, bình thường thì mình ngã này xuống, mình chống cái cây vào đây, mình chống vào đây là mình ép mình vặn nó vào, nhưng mà mình sẽ tháo ra, mình sẽ tháo ra, mình có cái máy vặn ép buồng á, mình vặn vậy cho nó khỏe, còn các bạn khó thì vặn mà cho nó nằm cái bơm xuống, chống cây vào, xong rồi lấy cái mỏ lấy răng vặn vào, cái đấy thì nếu mà các bạn đã tháo ra rồi thì các bạn ráp vào là các bạn biết rồi. Đó, như các bạn thấy thì mình, như mình ép vào đấy, như mình đo kia thì ở cái chỗ này á, chỗ này là nó hở ra khoảng độ 5 ly, 5 ly để mình ép, mình ép nó lại thì cái độ ép của cái này thì cái, cho cái guồng của nó, cho cái guồng của nó khỏi bị xoay, nó chỉ xoay cái cánh ở trong này thôi. Đó, như ví dụ như ở nhà các bạn mà không có cái máy như của mình ở đây ấy, thì các bạn bỏ xuống này, các bạn xỏ cái cây vào đây thì các bạn ráp vào thôi, các bạn vặn siết vào, sát vào đúng cái chân ốc là được. Đó, như mình ở đây thì mình có một cái, mình đã đậu một cái máy để chuyên tháo mở cái chân guồng. Đó, thì mình đậu cái máy này làm thì nó rất là dễ dàng. Đó. Cái này mình vặn bằng điện luôn, mình vặn vào này. Những lúc quay thì em quay tổng quan, thì quay từ chỗ này lên xuống. Các bạn nhớ khi nào mà sát cái con ốc này, cái con ốc này nó đến đây, các bạn phải vặn một đầu một bên lại, chốt lại một bên nhé. Đây, căn này căn xem cái chỗ nó cái đến con ốc lưng lại nha. Khi nào thấy nó lọt vào con ốc rồi. Rồi thì bên này nó đã vào rồi này. Đây, bên này nó đã vào rồi thì mình cho sát ra tiếp được. Mình sẽ chốt lại. Chốt lại một bên. Rồi mình chốt cố định vào một bên, bên này còn một chút xíu nữa thôi. Đó vào luôn. Rồi. Hai bên đã vào hết. Kiểm tra xem cái cánh này có nhẹ không này. Đó thì bây giờ rất là nhẹ này. Đó, quay như thế này là được các bạn nhá. Họ phải thì đã xong rồi đó. Như thế là mình lên là mình ráp vào thôi. Đó, mình đã ráp xong thì bây giờ mình cái này mình ráp vào thôi. Đó thì những cái video chia sẻ về ráp cánh của mình thì cũng xin kết thúc tại đây. Thì cũng xin rất vui xin chào các bạn. Gặp lại các bạn vào những video lần sau. Các bạn xem video của mình mà thấy có hay, mà thấy có ích cho các bạn và mọi người thì các bạn nhớ đăng ký kênh hộ mình. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.